Cuộc sống hiện đại khiến hàng triệu người trên thế giới phải đối mặt với tình trạng khó ngủ mỗi đêm, gây ra cảm giác mệt mỏi và căng thẳng vào ngày hôm sau. Trong bối cảnh này, các giải pháp cải thiện mất ngủ tự nhiên như đông trùng hạ thảo đang thu hút sự quan tâm của nhiều người. Cho đến nay, đã có nhiều nghiên cứu cho thấy đông trùng hạ thảo có tác dụng hiệu quả trong việc loại bỏ axit lactic, nguyên nhân chủ yếu gây mất ngủ, đồng thời cải thiện khả năng tuần hoàn máu, từ đó giúp giấc ngủ ngon và sâu hơn. Ngoài ra, sự tấn công của các gốc tự do là một trong số những nguyên nhân gây nên tình trạng mất ngủ. Việc sử dụng đông trùng hạ thảo sẽ giúp tăng enzyme SOD, tăng đào thải các gốc tự do, nhờ đó mà tình trạng mất ngủ được cải thiện đáng kể. Các nhà khoa học cũng tìm ra L-tryptophan trong đông trùng hạ thảo có thể tự chuyển hóa thành niacin, còn gọi là vitamin B3, giúp điều hòa tâm trạng để dễ đi vào giấc ngủ hơn. Đông trùng hạ thảo còn có khả năng kích thích cơ thể tăng sản xuất oxy và ATP, nhờ đó tình trạng căng thẳng, lo lắng, mệt mỏi sẽ giảm đi, giúp bạn ngủ ngon và sâu giấc hơn. Hoạt chất quercetin trong đông trùng hạ thảo tăng cường khả năng lưu thông máu não, làm giãn mạch, từ đó hỗ trợ điều trị tình trạng mất ngủ hiệu quả. Cuối cùng, đông trùng hạ thảo giúp cải thiện hô hấp và tăng hiệu quả sử dụng oxy trong cơ thể, từ đó hạn chế tình trạng khó thở và ngưng thở khi ngủ. Một giấc ngủ ngon là rất quan trọng, mang lại nguồn năng lượng dồi dào cùng tinh thần minh mẫn cho cả ngày. Ngoài việc tập thể dục và đi ngủ đúng giờ, bạn có thể dùng đông trùng hạ thảo để ngủ ngon và khỏe mạnh hơn. Tại Nhân Sâm Thịnh Phát, chúng tôi có đa dạng các loại đông trùng hạ thảo chất lượng như đông trùng hạ thảo nguyên con Tây Tạng, đông trùng hạ thảo ký chủ nhộng tầm Việt Nam. Các sản phẩm chứa chiết xuất đông trùng hạ thảo ở dạng viên, nước, cao đặc. Quý khách có thể liên hệ với chúng tôi qua website hoặc hotline 0907799988 để được tư vấn lựa chọn đông trùng hạ thảo và giao hàng nhanh tận nơi trên toàn quốc.